Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chiếc đèn sông tinh dầu hay gọi là máy phun sương tạo ẩm. Đây là đóng gói của sản phẩm, chúng ta đang có 2 chiếc. Cái này là máy sông tinh dầu thì nó có kết hợp luôn cả cái đèn để các bạn có nhiều tính năng hơn. Ở đây chúng ta có một chiếc đèn màu sáng ấm và một chiếc đèn nhiều màu. Về đặc điểm cấu tạo thì cái máy sông tinh dầu này chúng ta sẽ thấy ở phía trước có cái nút điều khiển gồm có bật tắt cái đèn, nút điều chỉnh lượng sương phun ra cao hay thấp và nút tắt mở phun sương. Ở đây chúng ta có cả hẹn giờ 60, 120 phút và 180 phút. Phía trên của chiếc máy này chúng ta thấy có lỗ thoát hơi sương, nó sẽ phun sương qua cái lỗ này. Dưới này là cái lỗ cắm nguồn thôi. Và chúng ta sẽ mở phía trong ra, các bạn chỉ việc nhấc cái này ra là chúng ta sẽ xem được bên trong. Bên trong này thì các bạn sẽ có phụ kiện đi kèm và sách hướng dẫn sử dụng. Phụ kiện này là cái adapter cắm điện và cái cốc để đong nước. Ở đây có chia vạch. Nó sẽ cắm điện luôn để xem là cái này là màu gì. Nó có hai phiên bản, hai màu khác nhau. Các bạn sẽ cắm điện ở phía dưới. Dây đi rất là gọn. Phần trong này thì các bạn thấy là ở đây sẽ là đổ nước vào và trộn tinh dầu ở đây. Còn đây là phần không khí, phần xương bay ra. Ok, chúng ta sẽ bấm like ở đèn. Phần chỗ này cũng có vạch chia vạch để các bạn trộn tinh dầu cho phù hợp. Đây là cái loại nhiều màu. Ta sẽ dùng thử cái loại tiếp theo là loại sáng ấm. Nó chỉ có một màu thôi. Thì cái bản sáng ấm này chúng ta không thấy cái cốc đi kèm. Chỉ có mỗi cục đổi nguồn thôi. Ta cũng cắm điện để thử. Các bạn bật đèn lên. Đây đèn sáng ấm. Nó chỉ có đèn sáng như này và các bạn điều chỉnh được gì ạ? Cường độ sáng. Thì tùy nhu cầu bạn sẽ thích loại nào. Khi đậy lên này thì nó như một cái đèn ngủ thôi. Thì đây là hai màu, còn lại thì tính năng tương tự nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thử đổ nước vào để xem nó phun sương ra sao. Để đổ nước các bạn chỉ mở cái nắp này ra. Và sau đó đổ nước lên cái bề mặt này. Tôi sẽ thử nhé. Và sau đó các bạn đậy cái nắp làm sao cho cái phần phun sương nó đúng vào cái phần ô ở trong này. Tiếp theo nó sẽ điều khiển như sau. Khi các bạn bấm cái nút mist, tức là tắt mở cái hệ thống phun sương, thì nó sẽ hiển thị từ 60, 120, 180 phút hoặc là on, tức là bật liên tục. Hoặc bấm nữa sẽ tắt hoàn toàn. Thì ví dụ tôi để đây, hẹn giờ là 60, tức là sẽ chạy trong vòng 60 phút. Thì các bạn sẽ thấy sương nó phun ra đúng không? Cái này cũng thế, ta cũng sẽ bật. Và các bạn thấy hơi nước hay gọi là sương được phun ra từ cái lỗ này. Nếu các bạn trộn tinh dầu thì tinh dầu sẽ đi theo cái lỗ này ra. Ở đây chúng ta có thể điều chỉnh được cái lượng phun ra bằng. Đây là phun nhiều hơn này. Đây chúng ta sẽ quay gần hơn. Đây là phun nhiều ạ. Bạn có thể giảm lượng phun đi. Đây là giảm liệu. Chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn bên trong. Đây là bên trong. Hơi nước được hút xuống để phun ra. Bây giờ tôi sẽ thử là đổ hết cái nước này đi xem nó có tự tắt không nhé. Đây tôi đang bật chạy không có nước để xem nó tự tắt hay không. Các bạn thấy không? Không có nước nó sẽ tự tắt. Rất là an toàn. Đường kính của cái máy sông tinh dầu này khoảng 15cm và chiều cao khoảng 12cm. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái máy sông tinh dầu này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.